Dạ, xin chào anh chị và quý khách hàng của Tàng Trung nha. Hôm nay em vừa lên cho anh chị hai chiếc xe nằm trong phân khúc hạng B. Đây, hai chiếc xe kiểu của nhà Kia, mà đều đặc biệt là hai chiếc xe này là bên đây là số tự động và bên đây là số sàn nha. Thì cùng đi theo MV xem thử hai chiếc xe này có gì đặc biệt hả? Đầu tiên em sẽ giới thiệu tới anh chị chiếc xe Kia Soluto số tự động 2020. Bên em đang bán với giá là 385 triệu ba rút hồ sơ. Đó nha anh chị, thấy này, xe thì nước sơn màu đỏ rất là nổi bật và bắt mắt cho mình luôn. Chủ cũng đã lên được cho mình là cái cặp đèn bi nè. Ngoài ra thì có dán kia, có dán logo mới nha anh chị. Đó, để xem thử đi một vòng nội thất bên trong ạ. Đây, ở xe này thì ô đô chuẩn là 52.700. Xe đã có được cho mình là cái màn hình Android nè, cam hành trình, các nút ghế nè. Đó, vẫn còn tương đối nha anh chị. Ở đây thì cũng có đầy đủ là các chức năng là cổng sạc rồi nè. Đây, các nút bấm thì vẫn còn độ nhám cao ạ. Rồi, hàng ghế phía sau. Đó, hàng ghế phía sau đây. Đó, nó cũng khá là rộng rãi nha, cho một chiếc xe phân khúc hạng B. Cốp sau thì đựng đồ thì cũng rất là thoải mái. Thì anh chị có thể đựng được nhiều đồ khi đi du lịch nè anh chị. Đó. Ở phía sau thì cũng có cho mình là cái cam lùi, cái biến lùi nè, cam lùi ở phía đây nha. Cốp thì rất là rộng rãi ạ. Rồi. Nếu mà anh chị không thích màu đỏ này mà mình còn quan tâm tới chiếc màu trắng mình vừa đi kèm gia đình dịch vụ thì em số sàn này bên em đang bán với giá là 319 triệu Odo 40.000. Sợ đời là 2020 nha anh chị. Đó, xe thì nước sơn màu trắng nè. Xước xác tích tác bên ngoài là không tránh khỏi rồi. Đây là một vòng nội thất ở bên trong ạ. Đi bên đó luôn. Này. Đó, nội thất bên trong. À, em nhầm nha, 2020 40.000 cây đã lên được cho mình là cái bọc trần rồi nha anh chị. Ở phía trước khoang lái. Đây, xe thì cũng lên được cho mình là cái cam hành trình rồi nè. Màn hình cũng khá là đầy đủ rồi. Một chiếc xe trang bị cũng tương đối rồi. Hai chiếc xe này thì đều có hỗ trợ góp cho mình ở một số tỉnh thành nha anh chị. Thì nếu mà anh chị nào mà quan tâm tới hai chiếc xe này gọi tới cho em Vy ạ. 0928 325 679 hoặc là ghé luôn tại cửa hàng 276 Nguyễn Tất Thành, Pleiku, Gia Lai nha. Thì em xin nhắc lại thông tin của hai chiếc xe này là Kia Soluto số sàn 2020 40.000 cây. Bên em chào bán là 319 triệu. Ở Kia Soluto 2020 số tự động Odo khoảng hơn 50.000 cây á, bên em đang bán với giá là 385 triệu. Thì em xin kết thúc clip của mình tại đây và hẹn anh chị ở các clip tới nha.